Chào tất cả các quý vị nhá. Hôm nay có một anh khách hàng ở trong Đồng Nai, tức là đặt cái chớp nhôm lá liễu, thì anh ấy sử dụng làm cái cánh quạt này. Đấy, thì anh ấy cũng trao đổi là nhờ bên chúng tôi cắt luôn thành mỗi đoạn là 1,5 mét, thì chắc là anh làm hai cái cánh quạt đấy. Thì là cái đây là cái chớp nhôm lá liễu sử dụng làm cánh quạt, thì có thể dùng là bản 150 hoặc là bản 170 đấy. Thì đây là tôi cắt cho anh ấy là bản 150, đây là đang cắt xong rồi, chuẩn bị đóng gói chuyển đi vào miền Nam đấy. Chúng tôi đã cắt hết rồi. Đây là những cái một cây ban đầu là 6 mét, thì chúng tôi cắt làm 4 đoạn, nó là 6m01, cắt làm 4 đoạn, mỗi đoạn 1,5 mét, và thêm hai đoạn nữa thì chúng tôi lại cắt thêm một cây nữa lẻ. Chúng tôi cũng cung cấp lẻ cho khách hàng để đáp ứng những cái các cái ý tưởng về thiết kế cũng như là sáng tạo của khách để sử dụng ngoài chớp nhôm lá liễu làm chắn nắng, thì cũng dùng làm cánh quạt đấy. Thì các vị xem đây, nếu mà ai có hỏi thêm gì thì để lại bình luận bên dưới nhá. Các vị muốn xem sản phẩm làm nhôm chắn nắng hay là chớp nhôm thì có thể truy cập vào đường link website là vinastargroup.vn, tôi có để bên dưới để các vị muốn xem ảnh cửa cuốn hay là ảnh làm chắn nắng hay chớp nhôm thì vào web là có hết. Và đặt hàng thì có thể liên hệ số 0982802286 nha. Đấy, đây là video này tôi kết thúc ở đây nha. Có ai hỏi thêm gì thì cứ để lại bình luận bên dưới nha. Tôi nói thêm là cái lan này là giá là tôi đang bán là 165.000 đồng một mét dài nhá. Bổ sung thêm. Đấy. Chào tất cả các quý vị nhá.